nhớ rằng ít nhất chỉ cái tiền trả mong sẽ đạt nhớ tờ số hóa sẽ chùa nó nào cũ dù mấy khó xa xử ngồi ở bên mong tụ tu trợ chỉ cho là thằng tôi biết sẽ đạt tập bao ngồi ở của hạ này của hạ nhớ tờ rú rò nó rò ngoài mường mường bếp sang sang khuẩn ngồi ở nút tiền năng có ở lu gì li ở trên năng gặp lâu nọ cho tu cho xử trẻ trẻ chỉ bông tu nhớ trong lúc sáng sáng của tàu cho của hải nhá là trẻ chỉ vừa giờ của hải mỗi lúc nó nhung nằm cậu sông nhớ trong lúc rõ ngoài mùa bé sáng sáng của và tàu trong đề nụ tỷ cậu bông lũ y lì sông ở trên cậu bông vừa giờ đầu bên nhẹ nhớ hậu trả bó sáng qua, và bé tàu bỏ vẫn đủ rủ lo. Thổ bé cháu hồn tờ của hạ tôi bỏ nhẹ luôn bé hù và dân sáng cử nhỏ trâu lũ rõ là đi mở bé sáng qua. Của hạ thế dân cử gỡ sử dụng trong ớt xe ơ gỡ cụ vô lũ năng là tàu mà hạ dạy ớt xuống đồ rừng nọ này nhà ở tù tàu mất kế sư cha sư chê bỏ ở của hà thế tàu đầu nhà khó với tàu nó chỉ do ở dân cử là do của hà tù bữa nay là tàu cho ở tù mù chập bó này mù chập bó mù sư chập bó chỉ tàu mù thay đua mù sai lớn chờ bó sai lớn ok là dễ chỉ tới mấy tù tù lùa là mù thọ bớt sợ tông này của hà tu bốn nè, nhà chỉ nếu cô chỉ cảm mua, nếu cô tiền nếu một gì lợi, thì của hà tu phong dư là nhà tu cứ ti rồi bỏ, chỉ ti là tàu tàu sai là nhà hồ sông là khe đầu của nhận đầu của thì tàu tu mua tàu nữa nè, mua của tu bốn nè tàu bị bế bỏ hồ phế nhà, mua bàn tàu mua cầu tàu mua trom bờ mua vô lý uli nói bế bỏ hồ phế đó nè, chỉ cho nên tàu cho tu cho sự tôi chỉ cho đi cho thế li tàu mua của hạ lọt thả thế chế trị cầu bê sông tàu lì lùa nhia cậu lá nhia thế có thể thế nhia khó mó nhia khó mó và của món tàu cho một bữa trị khó mó tàu thế hù bì thế nhia bộ trà bộ dạ và bà thế nhia xin bường nhạc tên nhiên xin bường ưu nà luộm tần thờ cho bê cho bê lan bê sẵn bê cho ít xe nữa nè chỉ cho nó chỉ khó nhiên và lùa chỉ cậu lan nè chỉ xả tên nhiên một khó mò nhiên và bà tiền xin bường nè dạ mong của bố tiểu dù hả lê chà chắc chỉ bà tiền nhiên tên xin bường và kế mù lò kế hạ bố hẳn tu kế có mó cái nó cái hồ này nhá, toàn thôi giờ bê châu bê lan bê sừng bê chữ xe này, chỉ còn nó chữ bây giờ chú chơi sự tổ cái chơi đi cho tàu mó ấy của hạ cái là chiến trị cờ lên tới nó này tổ cha tôi biết sẽ tập bao nhá, anh hai tôi biết trồng cái ti phong dư sẽ tập bao thì à, về chủ yếu sẽ lo thiên này. Bây giờ bữa nay chỉ có một tạt lụa là bây sáng tạo bây tổ chức giải sư bây thiết chỉ sư giải nè bây giờ bỏ nên thả kia thiết chỉ đang đợi lo nên thứ bắt đi xe lên đó là chỉ bây cú sau sư cú thiên bây giờ chỉ năng nè nhở sự khi bữa nay bỏ chạy là cú họ có tổ chức giải thiên khi có nhà kia giải thiên thì chỉ một tấm mạng đặc biệt rồi hiện tại nó là cú chủ mơ khó sáng sử mẹ mẹ nào chỉ là thả đôi bây giờ là tập bao sư tiền của hạ đầu bên nè nhau hỗ trợ bao sinh khoản nà chỉ là tàu cho là chế chỉ cơ bê sông tàu lì thêm loa nhẹ tan cho nhau bê chưa bê la bê sừng bê chưa xiên nè này chế tên là chế luồng tên nhẹ xin bưởng nhẹ khó mò nhẹ u nhẹ nào tiết sĩ đó họ này nhẹ hồ ple tiết sĩ đó họ chế mất thay nà tàu sẽ là tàu bao nhau tàu sẽ hỗ trợ cho nà sư sẽ là nhắc sẽ là nhắc nhau dùng ในวันที่22สิงหาคม2024ผ่านมานี้คณะศาลอาญาขั้นต้นแขวงเสียงขวง
ได้นำจำเลย1คนซื้อท้าวกัวหาอายุ20ปีอยู่บ้านโงยเมืองแปกแขวงเสียงขวางถูกกักตัวในค่ำวันที่14มังกร2024ในสถานทำร้ายร่างกายทารุณแม่หญิงและเด็กมาตัดสินโทษตามระเบียบกฎหมายตามการรายงานของศาลให้ฮู้ว่าท้าวกัวหาจำเลยได้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เป็นเมียชื่อนางเย่งกืออายุ16ปีอยู่บ้านนาดีเมืองแปกแขวงเสียงขวางอยู่สถานที่บุญกินเจียงเผ่ามงบ้านหยวนเมืองแปกแขวงเสียงขวางจนเป็นที่โด่งดังในสื่อออนไลน์ตามการซักถามทั้งโจทย์และจำเลยได้ให้ฮู้ว่าทั้งสองได้แต่งงานกินอยู่นำกันแต่ปี2022เป็นต้นมาโดยระยะผ่านมาได้มีการพิเถียงและถูกท้าวกัวหาจำเลยทำร้ายร่างกายมาตลอดจึงได้กลับมาอยู่นำพ่อแม่เพื่อรอท่าอำนาจการปกครองบ้านและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายมาศึกษาอบรมซึ่งในมื้อเกิดเหตุวันที่14มังกร2024นางเย้งกือได้ไปลิ้นบุญกินเคียงนำน้องสาว2คนได้พากันย่างเลาะถ่ายรูปและเบิ่งเตะบานจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาขอเบอร์โทรศัพท์แต่ตนเองได้ปฏิเสธและบอกว่ามีผัวแล้วซึ่งในเวลานั้นหมู่ท้าวกัวหาได้มาเห็นจึงได้แซดไปบอกท้าวกัวหาว่าเห็นเมียเจ้าลมกับผู้บ่าวพอได้ฮู้ข่าวท้าวกัวหาจึงได้ไปสถานที่ดังกล่าวพอไปฮอดจึงได้เห็นผู้ชายยืนอยู่ข้างนางเย่งกือและหมู่คิดว่านางเย่งกือมีซู้จึงได้ย่างเข้าไปทำร้ายร่างกายนางเย่งกือโดยใช้คำปั้นใช้ตีนเตะใช้กวดเครื่องดื่ม M150 ดึกใส่ใช้คันห่มฟาดตามร่างกายจำนวนหลายบาทและได้ใช้เสื้อกันหนาวฟาดตามทางในบุญกินเจียงจนเฮ็ดให้นางเย่งกือได้รับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวมาดำเนินคดีซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำผิดทางอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายตามที่บ่งบอกไว้ในมาตรา194วรรค1และการกระทำผิดต่อเด็กตามมาตรา65ข้อ6ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยเหตุนี้คณะศาลอาญาของศาลประชาชนแขวงเสียงขวางจึงได้ตัดสินคดีเรื่องนี้ต่อหน้าประชาชนเป็นขั้นต้นโดยซ่องหน้าโจทย์ทางแพ่งและจำเลยบอกว่าท้าวกัวหาจำเลยมีความผิดทางอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายทารุณแม่หญิงและเด็กลงโทษตัดอิสรภาพท้าวกัวหาจำเลย3ปี6เดือนและปรับไหม10ล้านกีบให้จำเลยรับผิดชอบปัวแปลงเกียรติศักดิ์ศรีค่าปิ่นปัวค่าทำอู่สู่ขวัญและค่าสิ้นเปลืองต่างๆให้แก่โจทย์ทางแพ่งรวมทั้งหมดจำนวน 33,331,000 กีบ